Zalo, Zalo, em xin mến chào thân thể các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh của em, Trung Nghĩa Máy Nhật Bản nhé. Nếu mà các bác nó xem kênh của em lần đầu thì em cũng xin tự giới thiệu lại với các bác là em tên Nghĩa, chuyên máy Nhật bãi, hàng cắt cỏ và máy cưa xích các bác nhé. Em thì địa chỉ của em là ở huyện Đắk Long, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Long các bác nhé. Bên em thì hôm nay em cũng tranh thủ lên cho các bác là tất cả là được 12 cây máy cắt cỏ, toàn bộ máy cắt cỏ hết bác nhé. Các bác nói chung là cũng phục vụ các bác để dịp cuối năm ấy, thì để các bác về cắt cỏ gia đình hoặc là cắt để phục vụ nông nghiệp rồi nông sản các thứ các bác nhé. Hôm nay thì em mới về thêm được ít, nói chung là cũng rất là nhiều những cây máy này khá là đẹp này. Các bác này có những mấy cây ECHO này khá là to này, to con này. Đấy, nó cũng lòng 34 35 ly thôi nhưng mà rất là ok các bác nhá. G2K. Và có cả bốn thì này, có cây bốn thì nó cũng khá là vừa tầm giá vừa tiền cho các bác. Và bữa có bác nào hỏi em là có cây Kawasaki TG33 thì đây em cũng có một cây TG33 lên cho bác nhé. Đó. Hôm nay thì em giá lên rất là tầm vừa tiền cho các bác. Nói chung là giá cuối năm mà, giá mùa Covid thì em cũng cũng rất 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 là thấp giá cho các bác. Nói chung là ai cũng khó khăn cả các bác ạ. Hôm nay thì em lên tất cả là 12 cây. Từ nòng 32 cho đến 36 37 ly các bác nhá. Nòng 36 37 ly. Các bác xem thì nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh ủng hộ em. Nói chung là cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay nên thì em cũng nói chung là các bác tất cả các bác mua máy thì cũng chốt cái máy thì em sẽ nói chung là từ A đến Z sẽ tặng đặc biệt là sẽ tặng đủ đồ cho các bác nhá. Nói chung là tặng đủ đồ là 5 món này, ví dụ như là tặng 5 món là có chắn cỏ rồi dây đeo, bát cước và tip mở buji và dao phát các bác nhé, là lắp đầy đủ trên máy cho mình để sử dụng luôn. Đấy. Còn đồ đạc phụ tùng thì các bác mua ở bên em thì cứ yên chí, nói chung là phụ tùng thì lúc nào em cũng có đầy đủ cho các bác. Đấy. Còn những các bác mà mua máy ở chỗ khác mà kiếm chỗ em thì cũng rất là khó nhé các bác nhé. Nói chung là em sẽ dễ tìm hơn. Nói chung là còn các bác mà mua máy ở chỗ em thì lúc nào cũng có cho các bác. Đấy, rất là yên chí cho các bác. Hôm nay thì em lên cho các bác một lô. Hôm nay là thứ ba thì em sẽ lên cho các bác một lô Z, là từ Z1 cho đến Z12, tất cả là 12 cây. Đấy. Các bác mua máy thì nói chung là về phương thức giao dịch thì các bác vẫn như cũ các bạn. Các bác mua cây máy ưng ý, ví dụ như là các bác ưng ý chốt cây nói chung là ưng ý cây Z2 này đi thì em sẽ test nổ, nói chung là qua Zalo cho các bác này. Các bác ưng ý thì em sẽ gửi về tận nơi. Nói chung là gửi về tận nơi các bác kiểm tra đúng máy rồi nhận hàng. Đấy, các bác rất yên chí để nhận hàng. Còn các bác nào mà chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đấy. Bao ship từ A đến Z cho các bác, về đến tận giường cho các bác luôn. Đấy. Hôm nay thì em sẽ vô cây đầu tiên. Nói chung là các bác mua hàng thì để ý số điện thoại Zalo em dưới góc màn hình nhé. Em sẽ để trên góc màn hình để các bác mua để gọi điện cho em. Và em sẽ gửi qua Zalo video cho các bác. Hoặc là các bác ưng ý ngay thì em có thể gửi về trực tiếp cho các bác luôn. Các bác yên chí nhé. Mà em thì bao bao lỗ được thì mới gửi, chứ còn nói chung là cực kỳ yên chí các bác ạ. Hôm nay thì em vô con đầu tiên là con Z1. Con Z1 này thì là con Talaka nha các bác nhá. Talaka. Con này thì hàng này em bán cũng khá là nhiều rồi. Nói chung là con này thì em bán lúc nào nó cũng ở được lô đầu tiên vì giá nó cũng rất là vừa tầm cho các bác để sử dụng gia đình ấy. Con này thì nòng nó chỉ 32 33 ly thôi. Con này là tên của nó là Talaka Power. Đấy, Talaka Power. Nó là 20 nó tầm 22 cc đây. Đấy, 20 cc. Nòng nó tầm 32 32 33 ly. Nó rất thuộc dạng body đứng nhá các bác nhá. Body đứng chạy chế con mật rồ. Đấy. Chế con rồi, chế này thì phụ tùng này thì cái chế này thì ở chỗ nào cũng có cho các bác. Nói chung chế 260 ấy, chế Trung Quốc mình cũng thay vô được nhé. Còn nửa nó thì cũng rất là dễ tìm thôi, đồ đạc phụ tùng nó cũng rất là dễ kiếm thôi. Đấy, tại bây giờ cái đồ máy móc máy Nhật thì nó rất là đại trà rồi, khá là dễ kiếm cho các bác. Nó sử dụng tay ga hai chế độ các bác nhé, tay ga hai chế độ. Đấy. Tự động kéo này, tự động nhả này. Và khi nào mình góp lại thì nó sẽ giữ nguyên. Đấy, rất là ok cho các bác mà giá nó rất là vừa tầm, công tắc rin, chắn cỏ rin luôn. Tình trạng thì rin từ cần láp rin nguyên bản luôn. Đấy. Khá là ok. Giá hôm nay thì lại ưu đãi hơn mọi khi rất là nhiều. Giá chỉ có 1 triệu 150 nghìn thôi. Đấy. Giá rất là vừa tầm cho các bác. Về là sử dụng ngay cắt cỏ voi, cỏ trâu hoặc là sử dụng gia đình cắt vườn cũng rất là ok các bác nhé. Xăng nó ăn rất là ít. Con này thì nóng niếc còn rất là mới này. Đấy. Giá có 1 triệu 150 nghìn thôi. Con Z1 các bác nhé. Đấy. Tiếp theo vô là con Z2. Con này là con Lativo các bác nhé. Lativo. Tên của nó là Lativo 22KI A220KI. Đấy. Cái này thì nòng nó khoảng độ 32 33 ly, nó chạy chế qua mờ rồ luôn, chạy chế qua mờ rồ. Màu sơn rin của nó là màu sơn hồng các bác nhá, rin nguyên bản luôn.
Đấy. Tình trạng chế Oneroad nó cũng rất là, nói chung là tiết kiệm xăng cái dòng này. Chạy cực kỳ, nói chung là nó rất là khỏe các bác nhé, nó không nó khá là khỏe cái dòng này. Nếu các bác mà mua về để mà phát vườn, phát đi nói chung là phát vườn hoặc là phát rẫy các thứ thì cực kỳ ok cái dòng này. Gia đình thì phát gia đình cực kỳ ok. Công tắc rim của nó đây. Đấy. Nguyên cái cùm này em không bỏ đi vì nó có cái công tắc này ở đây nên em vẫn giữ nguyên cho các bác. Đấy, rất là ok. Bao da rim nguyên bản luôn. Cái này thì nổ cực kỳ ok. Nó có giật trợ lực các bác nhá. Cái này kéo giật trợ lực này. Đấy, kéo rất nhẹ nhàng. Đấy. Nó 32-33 ly mà giá nó có dao động, nói chung là giá chỉ tầm 1 triệu 2 thôi mà có giật trợ lực nữa. Đấy, cái G2 này rim nguyên bản luôn. Nổ cực kỳ gắt các bác nhé, nổ cực kỳ gắt cái cây này, Nativo này. Đấy, cái G2 nòng 32-33 ly, giá 1 triệu 2 các bác nhé. Màu sơn rim, nói chung là còn mới trên 95%. Tình trạng ốc nòng này, còn rim nguyên bản hết các bác nhé. Rất là đẹp, bô rất sáng này. Đấy. Tiếp theo nữa là em giới thiệu với các bác là con G3. Con này là con Maruyama. Con này thì em cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Con này thì giống Maruyama này thì nó sẽ trung bình nó sẽ cao hơn vì nó khá là chắc chắn ở cái phần nó sử dụng là cái phần nắp khăng kín này. Thứ hai nữa là chạy chế con rin này. Đấy. Mình tháo ra nó rất dễ dàng thôi. Cái này thì mình bóp vào là nó sẽ vào cái bộ e nó. Đấy. Chạy chế con rồi nó rin nguyên bản vì cái tay gan này có tay ga bóp này. Con này có tay ga bóp. Rồi cái màu sơn rin của nó cũng màu hồng luôn. Đấy. Cái này thì phụ tùng nó rất đại trà với con Maru này nhá các bác nhá. Các bác mua mà muốn phụ tùng nhiều thì lấy con Maru này. Đấy, mà giá nó cái con này thì nó rất rẻ vì nó chỉ có 20cc thôi, 20cc mình cắt gia đình thôi, cắt gia đình. Đầu bò nó rất đẹp này. Đấy, đầu bò có rất đẹp, rin nguyên bản. Chấn cỏ rin luôn. Cỏ này thì cực bền luôn. Đấy. Cái này thì nòng nó khoảng độ 32-33 ly thôi, nó 20cc. 20cc thì giá nó cũng chỉ 1 triệu 3 năm chục các bác nhá. Con G3 này, Maruyama. Tên của nó là Maruyama BC Big M Maruyama. Đấy, tem rin của nó đây, tem Nhật đây, chữ Nhật ABC đây. Đấy. Giá 1 triệu à, tình trạng bô rất đẹp này, còn bô rất sáng các bác nhá. Nhìn nói chung nhìn cái vỏ bên ngoài của nó chỉ thì nó nói chung là chúng ta cũng không quan trọng mẫu mã, nếu mà không quan trọng cái vỏ bên ngoài thì cho thể lấy con này vì giá nó rất là vừa tầm. Nếu mà vỏ đẹp của nó thì nó vào trên 1 triệu rưỡi. Đấy các bạn. Giá 1 triệu 3 năm chục con G3 này. Tiếp theo em giới thiệu với các bác là con cực kỳ đẹp này. Con này là con Ryubi, Ryubi Tháp. Con này Ryubi Tháp cao các bác nhá. Ryubi Tháp cao. Con này thì nòng nó 23. Cái mã lực của nó là 2 EKK 2350. Mã lực của nó là khoảng trên 23cc, nòng nó khoảng độ 33-34 ly các bác nhá. Tình trạng bô này. Đấy. Con này nó có giật trợ lực lửa các bác nhá. Nên nó kéo rất là nhẹ, nó rất là dễ nổ luôn cái con này. Rất là dễ nổ. Đấy. Nói chung là con này chỉ cần kéo nhẹ thôi nó nổ rồi. Rất là dễ nổ. Đấy, công tắc rin của nó ở đây. Công tắc rin của nó này. Đấy. Tên là sao nó cũng có dập chữ in, chữ rin của nó là chữ chữ chữ, chữ chìm mà chữ nổi ở đây. EKK 2350. Nó sử dụng bố tum nhựa. Nó cần lắp 240 các bác nhá. Tay ga cứ giữ nguyên. Đấy. Cần lắp rin nguyên bản luôn. Cái này thì dòng Ruby này thì em cũng giới thiệu khá là nhiều vì nó thứ nhất là nó giật trợ lực dễ nổ này, thứ hai nữa là nó sử dụng cái chế OneRoad chế máy cưa này, nó cũng khá là sử dụng, nó cũng rất bền. Với thứ hai cái bộ lòng nó cũng khá là dày các bác nhé. Nó cái thứ em thích cái điều của cái con quả Ruby Tháp này thì nó cái chụp bảo vệ buji này cũng khá là tốt vì nó tránh ảnh hưởng dính nước mưa khi mình đang phát dính nước mưa. Con này thì cũng rất là ok các bạn, tình trạng nó mẫu mã con này cũng rất đẹp. Đây. Bình xăng rồi từ bình xăng đến bô này, lòng này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó rất là mới, con này khoảng trên 95% và giá tiền cũng rất là vừa tầm nha các bác. Này thì giá chỉ có 1 triệu 450 nghìn thôi, nòng 33 ly. Đấy. Tiếp theo nữa em tiếu giới thiệu với các bác là một con Echo. Echo này con Echo Kyrit, con này thì nó là Echo 240 các bác nhá. Echo 240, con này nó có giật trợ lực này. Có giật trợ lực to. Đấy, con này có giật trợ lực to và nó có tay ga bóp này. Tay bóp rin, tay bóp này rất là bền các bác nhé. Tình trạng tất cả rin nguyên bản con này thì từ chắn cỏ rồi đầu bò rồi cần lắp và tay ga bóp rồi giật trợ lực. Con này khá là ok các bạn, ưu điểm khá là nhiều. Con này giá 1 triệu 5. Con G5 nó 34 đi các bác nhé.
chế TL luôn, chế hai kim luôn. Đấy, chế quan rồ đấy. Tình trạng bồ rất là rin, nói chung là tình trạng nòng này, bồ này, đấy. Khá là ok, con này giật nói chung là cũng rất là dễ nổ thôi. Con này làm rất sướng các bác nhá, làm rất sướng. Tiếp theo nữa là con G6, con này là con Singu, con này cũng có giật trợ lực các bác nhá. Singu này có giật trợ lực. Nó xài cần titan các bác nhá, cần titan, cần màu hồng này. Đấy. Con này thì tay ga bóp rin nguyên bản rồi. Đấy, tay ga bóp rin. Nó khá giống với cái con hai cây này, nó khá là có tay bóp giống, khá giống nhau. Đấy. Người này thì rất là bền. Tay ga bóp này nói chung là máy, mà nói chung là máy có hư lát bét thì chắc tay ga bóp vẫn còn luôn các bác ạ. Nó bền như thế này nhìn nó chắc chắn như thế này cơ mà. Đấy. Cái đầu bò nó rất đẹp các bác này. Con Singu đầu bò rất đẹp. Đấy. Cần láp cần màu hồng luôn. Khá là ok các bác nhá. Giá nó cũng rất là vừa tầm. Con này là Singu 26. Singu 26. Con này là tên của nó là Singu 265 2615A các bác nhá. Đấy. Con này thì lòng 34 ly, con G6 này giá 1 triệu 550 nghìn thôi. Chạy chế con rồ luôn, chế hai kim, chế con rồ. Đấy. Tiếp theo nữa em giới thiệu với các bác là con G7 nhá. Con G7 này là con Ruby, con này Ruby, con này nòng nó 34 ly, nó chạy chế con pro, chế kim, chế ne trong luôn, chế máy cưa luôn. Nó là dòng Ruby Tháp, cũng là Ruby Tháp luôn. Con này thì nó tình trạng nó khá là đẹp này, tình trạng bô này. Các bác có để ý thấy là tình trạng bô lòng nói chung là có sáng trưng luôn. Đấy. Tên của nó là Ruby EKK 2620. Cái dòng Ruby này thì ở trên ở mình nói chung là ở Việt Nam mình cũng rất là đại trà rồi, cũng rất là nhiều nơi bán rồi. Các bác yên chí về đồ phụ tùng của nó nên rất là được yên chí nhá. Lúc nào cũng có cho mình. Đấy. Nó cái này thì nó rất bền, nó chẳng có mấy khi nó hư các bác. Cái dòng Ruby này. Cái này thì nó còn màu sơn của nó rất đẹp. Đấy. Rất đẹp, sáng trưng luôn. Các bác để ý hôm trước này, rất đẹp luôn. Cái đây con này G7 nòng 34 ly, giá 1 triệu 650 nghìn. Tay ga ring nguyên bản luôn, từ A đến Z luôn. Đấy. Con G7 giá 1 triệu 650 nghìn. Tiếp theo nữa giới thiệu với các bạn là con G8. Con này là con Makita. Con này thì mọi khi em bán nói chung là cái giá của nó cũng khá là cao vì cái dòng Makita này. Thì nó thứ nhất là nó chạy chế con rồ rồi, chạy chế TL hai kim rồi. Với thứ hai nữa là nó cái dòng này nó chạy khá là bốc này, nó khá là thốc máy. Bên này cái giá nhập ở trên thị trường nó cũng khá là cao. Nói chung là ở đây nói chung cái dòng này rất là ít người bán, nhưng mà một khi đã sử dụng thì các bác rất là thích vì nó rất là lợi xăng này. Với thứ hai nó rất là thốc máy, rất là nó chạy tua cũng rất là nhẹ cái dòng Makita nha các bác nhá. Cái này thì trước này em bán trung bình giá nó phải tầm 1 triệu 8. 1 triệu 8 lên 1 triệu 850 nghìn. Nhưng mà hôm nay chỉ có 1 triệu 7 thôi. Con này thì đấy 1 triệu 7 thôi. 1 triệu 7 thôi. Đấy. Có G8 các bác nhá. G8. Giá 1 triệu 7. Con này nổ rất là hăng các bác nhá. Đấy. Tiếp theo nữa em giới thiệu với các bác là con G9. Con này các bác nhìn thì có thể nhìn sơ qua này. Đấy. Con này màu sơn rất đẹp. Đấy. Con này là con Maru. Maruyama, con này chạy chế con Maru này, chế con Maru. Đấy, chế con Maru. Và nó sở hữu bộ tum rời các bác nhá, tum rời. Bộ sơn rất là đẹp luôn, cái này màu sơn có màu sơn đẹp mà cái bộ tum thì nó hơi mờ mờ sơn đi một chút. Này không biết anh nào anh mài mất cái màu sơn tum đi mất rồi. Đấy. Không thì nó là màu đẹp, màu của nó mà màu đồng, nói chung là đều đều như thế này thì nó rất là đẹp này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tất cả trên nguyên bản. Tay ga bóp rồi. Con này về nói chung là các bác nào mà dùng thích cái dòng máy Nhật mà muốn bền ấy thì dùng con này. Nói chung là con này thì các bác xài nói chung là cực kỳ ok luôn. Vì thứ nhất là nó dòng Maru là cái bộ lòng của nó rất là dày. Với thứ hai là nó cái nó chạy chế con Maru ấy, chế con Maru thì nó rất là lợi xăng và cái dòng này thì nó rất là bền. Đấy. Cái lòng của Maru nó dày lắm các bác. Nhìn nó xấu xấu vậy thôi, nhưng cái máy cái tum nó xấu xấu vậy thôi, nhưng mà chạy nó sướng lắm các bác. Giá trên thị trường con này nó cũng phải trên nói chung là gần xấp xỉ 2 triệu các bác. Đấy, hôm nay em bán thì con G9 này nòng 34 này giá 1 triệu 750 nghìn thôi. Đấy, giá rất ưu đãi cho các bác, màu sơn rất đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Tiếp theo nữa là em giới thiệu với các bác là một con Komatsu G2K. Con này G2K sao, con này thì em giới thiệu rất là nhiều rồi trên thị trường, nói chung là
cũng có bán rất nhiều cái dòng Komatsu rồi, nhưng mà đa số là chỉ là những con Komatsu nói chung là 26cc thôi, nhưng mà nó chứ như G2K, G3K trên thị trường thì giá nó rất là cao các bác nhá. Rất là cao. Nói chung là nhiều bác nó dùng dùng Komatsu thì biết rồi. Nó cũng gần ngang ngửa với dòng TL ấy, Mitsu ấy. Đấy. Vì cái thương hiệu của nó là nó cũng khá là chắc chắn về cái thương hiệu về máy móc, và thứ hai nữa nó cũng rất là nồi đồng cuội đá với cái dòng Komatsu này. Đấy. Cái bộ lòng nó rất chắc chắn các bác nhá. Nhìn thì thôi chứ rất là khỏe, các bác có thể quất cước thoải mái luôn. Phát cước cực kỳ ok luôn. Con này thì bộ nói chung là sải bố tum lớn này, bố tum khá là to và có kệ bảo vệ bình xăng ở đây. Giá của nó thì khoảng tầm 1,8 triệu thôi. Đấy, các bác về có quất cước thoải mái luôn. Màu sơn con này còn rất đẹp. Con này nhìn bên ngoài với tôi, nói chung nhìn bên trong màn hình thì nó khá là tối vì em quay khá ban tối ấy. Nhưng ban ngày thì nó màu sơn của nó còn chưa xước sẹo gì hết các bác nhé, còn rất là đẹp. Đấy, 1,8 triệu. Tiếp theo nữa em giới thiệu với con này, con Z10 các bác nhé, con Z10, con là Komatsu G2K sao. Tiếp theo nữa em giới thiệu với các bác là con Echo Kyurit. Echo Kyurit hàng em cũng mới về thôi. Con này thì hai con này thì các bác có thể nhìn thấy nó rất là to các bác nhé, rất là to hai con này. Con này thì cái bình xăng của nó phải đựng cả được cả lít xăng các bạn, rất là to luôn. Cái bộ lòng của nó rất là dày này, đấy cái dòng ghế Echo Kyurit này. Con này thì nó chạy chế chế rin của nó, còn chế rin của hàng Echo, và nó có kim chỉnh các bác nhá, chỉnh chỉnh cái anti và chỉnh to nhỏ luôn. Con này thì rin nguyên bản của nó là bộ tum rời đấy, cần lắp này, rồi chắn cỏ rin nguyên bản luôn, có cái tay ga này, em thay tay ga bóp cho các bác rồi đấy. Con này thì giá 1,8 triệu các bác nhá, con này 1,8 triệu. Và con Z12, con Z11 cũng giá một ngang nhau. Con Z12 thì giá nó chênh hơn 50.000 thôi vì cái bình xăng của nó lớn hơn này, và cái bộ các bác để ý cái phần cần nắp của nó cũng khá là còn đẹp đấy, cái bộ đầu bò rất đẹp này đấy, chắn cỏ rất là mới. Con này thì Z12 sẽ cao hơn 50.000 thôi, nói chung là cũng ngang ngang giá nhau, con 11 và Z12, các bác thích lấy con nào lấy nha các bác nhá. Tiếp theo nữa là em giới thiệu với các bác là con Z13 và Z14 luôn. Con Z13 thì con này là con 4 thì, con này là con Robin. Con này có giật trợ lực các bác nhá. Có giật trợ lực, và cách sử dụng của nó thì các bác cũng em cũng hướng dẫn sơ qua là các bác khi là các bác nói chung là ở ngoài ở những nơi ngoài Bắc nhưng mình ít dùng cái dòng 2 thì dùng con này rất là dễ dàng này. Vì chỉ cần đổ nhớt 4 thì một lần vào đây là khoảng 1 năm đấy, là mình xong năm sau là mình mới thay thôi. Còn phần này thì mình đổ xăng, xăng trắng các bác nhá, xăng trắng đổ vào rồi cứ làm hết rồi đổ xăng, cứ làm hết rồi đổ xăng. Đấy các bác cứ yên chí dùng thôi. Cái dòng 4 thì này. Nó chạy chế One Pro rồi, chế One Pro. Và bộ tum của nó thì là bộ tum tum nhôm các bác nhá, bộ tum nhôm. Đấy, đi nguyên bản cần lắp luôn, quả Robin luôn. Đấy. Màu sơn của máy còn rất là đẹp, nói chung là màu máy hôm nay em lên cũng khá là đẹp các bác nhá. Nói chung là con Z3, con Z13 này cái giá 1,850.000 thôi, nằm 34 ly. Nói chung các bác cắt cỏ gia đình thì rất là vừa tầm. Tiếp theo em giới thiệu với các bác con cuối cùng là bữa có anh nào cũng hỏi là con TG33, thì hôm nay em cũng có một con TG33. Nói chung là con này thì tình trạng cũng rất là đẹp, nói chung là màu xanh. Nó sử dụng bố tum rời tum to các bác nhá, tum to. Các bác có thể để thấy ở đây. Nó con này thì mã lực của nó là TG33, nó là 33cc, lòng nó 36-37 ly các bác nhá. Chấn cỏ này cái em thay cái chấn cỏ vào nó cũng khá là đẹp, cái chấn cỏ bự này. Đấy. Đầu bò rất là đẹp luôn. Con này thì giá nó sẽ chênh lệch cũng cao hơn thị trường, nói chung là sẽ cao hơn những cái máy khác, ví dụ như là so với những cái máy nhỏ này hoặc những máy tầm trung này thì nó sẽ cao hơn. Vì cái dòng TG33 này thì nhiều bác sử dụng cũng biết rồi, vì cái dòng này nó rất là khỏe. Với thứ hai cái bộ lòng nó rất to. Còn là dòng này thì các bác nào mà vườn nhiều ấy thì hẳn nói chung là mình nên dùng nhá. Còn những cái giờ mà các bác nào mà chỉ phát giao hoặc là làm quanh quanh xung quanh nhà ấy, thì không nên lấy con này vì nó khá là lặng này. Với thứ hai nữa lòng nó to, nó cũng sẽ có uống xăng đấy các bạn. Con này thì cũng sẽ uống xăng ấy, nhưng mà cái độ bền nó thì nó rất là bền. Đấy. Khá là bền. Nói chung là hôm nay thì em giá ưu đãi các bác thôi. Giá con Z14 này giá có 2,450 thôi. Đấy. Nói chung là hôm nay em cũng tranh thủ lên xong rồi. Các bác cũng thấy ưng ý những cái máy nào mà em vừa giới thiệu xong ấy thì các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại nhà này, em để trên góc màn hình nhá. Số điện thoại của em là 0947 này 594 này 678. Nói chung là hôm nay cũng hơi nghẹt mũi, các bác thông cảm nhé. Nói chung em nói chuyện hơi hơi nghẹt mũi một chút. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều đã xem hết video.
Các bác thấy video của em hữu ích thì xin cho em một lượt like và đăng ký kênh nút màu đỏ nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.